Đó, vừa rồi có một vị khách bên em mua cũng không hiểu rõ về xe, là cứ nghĩ là xe nó sẽ có chống nhưng mà thật sự là khung carbon thì nó sẽ không trang bị chống cho mình. Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đất Cycle. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu xe touring. Thì đây là mẫu Twister Aurora phiên bản tay ngang nha mọi người. Thì với phiên bản này chúng ta sẽ được cải tiến từ một chiếc xe có cái phong cách là xe đạp road, là xe đạp đua, thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái phong cách đó là touring đi phố. Đó, thì với cái thiết kế như thế này thì mọi người có thể dễ dàng vận hành trong thành phố nhiều hơn. Có nghĩa là khi mọi người đi trong thành phố thì sẽ có xe cộ đông đúc nè, rồi mọi người cần phải linh hoạt di chuyển. Vì vậy nên là tay ngang nó sẽ hỗ trợ mọi người dễ hơn. Thứ nhất là dễ sang đề sang số hơn. Thứ hai là chúng ta sẽ dễ thắng hơn so với lại là mẫu xe đạp road nha mọi người. Đó, thì hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết một xíu về cái cấu hình của mẫu Twister Aurora này. Đó, là chiếc xe này chúng ta sẽ được trang bị một cái khung carbon kèm theo đó là phụ carbon và một cục yên carbon nha mọi người. Thì chiếc xe này sẽ được ba món carbon đó. Trên này thì chúng ta sẽ được sử dụng một cái ghi đông bô tan nhôm nè, kèm theo đó là cái thiết kế dấu dây giống như là mẫu Twister R5 trước đây bên em từng giới thiệu ha. Đó, chiếc xe này thì sẽ sử dụng thắng đĩa thay vì thắng cơ giống như R5. Thì thắng đĩa nó sẽ làm cho thiết kế chiếc xe của mình nó đẹp hơn, cũng như là cái hiệu suất thắng nó cao hơn so với lại thắng cơ. Thắng đĩa ở đây thì chúng ta sẽ có thắng đĩa cơ dầu của Ridgeback nha mọi người. Rồi, về phần bánh thì ở đây chúng ta sẽ có một chiếc bánh nhôm. Bản vành này là cao 4 phân nha mọi người. Kèm theo đó là lốp của Innova Pro, thông số là 700x25C. Thiết kế của phiên bản Aurora Touring và phiên bản Aurora Road thì nó sẽ tương đồng giống y chang nhau về phần khung nha mọi người. Từ phuộc nè, khung nè, cho đến càng sau thì đều giống y chang nhau. Chỉ khác là ở đây chúng ta thay thế từ một cái ghi đông cong thành một cái ghi đông ngang, kèm theo đó là tay đè bấm xả thôi. Rồi thì với chiếc xe này chúng ta sẽ được trang bị một cái bộ truyền động của Shimano Tiara. Chúng ta sẽ có một bộ tay đè bấm xả của Shimano Tiara nè. Đó, bao gồm là hai đĩa trước và 10 clip sau. Đó. Dưới này thì chúng ta sẽ được trang bị một cái gạt đĩa của Shimano Tiara và cùi đè của Shimano Tiara nha mọi người. Ở đây thì xe sẽ được trang bị thêm một cái đùi đĩa trục trỏng của Prowell. Thì với cái đùi đĩa trục trỏng của Prowell thì nó sẽ giúp cho mọi người có một chiếc xe trọng lượng nó nhẹ hơn đi khá là nhiều so với lại đùi đĩa trục cấp vuông. Thứ hai là mọi người lắp ráp vệ sinh rồi bảo trì bảo dưỡng cũng rất là dễ so với lại đùi đĩa trục cấp vuông nha mọi người. Đó, ở đây thì xe sẽ được sử dụng ở trong là bạc đạn hết rồi, trước giữa và sau luôn. Twister Aurora này thì cũng được sử dụng yên phiên bản cũ. Thì ở giữa chúng ta sẽ có một cái rãnh nè, rãnh này thoát khí hỗ trợ cho mọi người đi đường dài. Đó, đi đi xa mình sẽ hạn chế cái tình trạng mà bị ê mông ha, hạn chế thôi nha mọi người chứ không hẳn là triệt tiêu. Đó, thì cái yên của Ridgeback này thì cũng khá là bền cũng như là khá là êm nha mọi người. Mọi người có thể trang bị thêm cho mình một bộ đồ xe đạp để mà mình chuyên dụng để mình đi đạp đường xa thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với lại là đồ bình thường nha. Rồi, em nói thêm một xíu về chiếc Twister Aurora này. Là với chiếc xe này thì bên em không có chống nha mọi người. Thật sự là không có chống. Nguyên bản của nó chỉ là một cái thiết kế đĩa như thế này thôi. Đó, ở đây thì người ta cũng không trang bị cho mình một cái chống nào hết, cũng như là không trang bị một cái vị trí để chúng ta bắt chống. Đó, vừa rồi có một vị khách bên em mua cũng không hiểu rõ về xe, là cứ nghĩ là xe nó sẽ có chống nhưng mà thật sự là khung carbon thì nó sẽ không trang bị chống cho mình. Đó, mà trang bị chống thì mọi người cũng phải lưu ý là rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta bắt chống vào khung xương này thì chúng ta siết quá lực á thì nó có thể làm bể cái khung này đi. Đó, nó làm giảm cái kết cấu khung xương đi, rất là nguy hiểm. Vừa rồi em cũng có bán một cái chống inox như này cho khách, nhưng mà khách không hình dung được là xe nó không có chống theo xe. Vì vậy nên là đi ra ngoài đường thì mọi người có thể tựa chiếc xe vào cây hay là một cái vật thể nào đó, chứ khi mà gắn chống thì nó sẽ rất là nguy hiểm cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng khung sườn của xe nha mọi người. Rồi thì sơ bộ chiếc xe này có giá là 16.500.000 nha mọi người. Bên em đang có cái chương trình giảm giá 300.000 trong tháng 4 này, chỉ còn 16.200.000 thôi. Kèm theo đó là chương trình miễn phí ship. Đó, anh chị nào quan tâm về size xe, màu sắc của xe, cần tư vấn về phương thức vận chuyển thì mọi người có thể liên hệ vào số điện thoại em để bên trên màn hình nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp mọi người ở các video lần sau ạ.